À rồi, ok xin ạ. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với thế giới Minecraft của Thái Nhà. Và chúc tất cả các bạn có một năm mới học thật là giỏi, thật là nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Thì ở cái video ngày hôm qua Thái có nói là hôm nay sẽ là tập cuối tháng sinh tồn trên cái map Skyler này. Là bởi vì Thái chợt nhớ ra là Thắng có cái cánh này, Thắng sẽ bay từ cái tầng này sang tầng khác, từ tầng này xuống tầng kia, chứ không phải đào rồi vượt qua nguy hiểm như mấy cái video trước nữa. Nhưng mà cái công việc đầu tiên ngày hôm nay của Thắng sẽ là Thắng vẫn mang nước đi xuống đổ vào mấy cái khối lava, mấy cái dòng chảy lava ở bên dưới mà cái video ngày hôm qua ấy. Nhưng mà Thắng đã báo rồi, hôm nay là Thắng sẽ đổi tên hẳn ba con cừu để cho ba cái con cừu đấy nó biến thành ba cái con cừu bảy màu đi. Đó, ok các bạn ơi. Sợ thiệt, không biết cái cây nào nó vừa mới lớn thì nó che mất cả đường đi luôn này các bạn này. Mà mấy ông dân này chát làm được vị thủ. Đang định bảo mấy cái ông dân này chả làm được gì đấy, nên cái con lợn này không hiểu tại sao mà nó tự nhiên nó lại đi ra ngoài lay mới đau chứ các bạn. Con lợn này nhìn ngáo à. Cà rốt của Thắng đây rồi. Tôi phải rụ nó vào đây. À nó bị mắc kẹt các bạn ơi. Ok, mày đi vào đây. Vào đây. Đúng rồi. Thôi xong. Đúng. Hàng rào của Thắng đâu hết rồi. Từ Thắng phải lấp vô. Thôi xong. Vậy là một đại ca kia bị rơi xuống kia rồi các bạn ơi. Toàn. Thực sự là Toàn không hiểu sao cái con lợn đấy lại ra được. Ôi, còn cây cối. Trời ơi. Bây giờ chật lèn ra này. Ôi, sinh ra bốn ông dân làng à? Ba ông. Rồi, ok, từ. Cái đe của Thắng đâu rồi? Trời ơi, bây giờ chật quá, không phải nhìn thấy cái quái gì luôn. Cái đe của Thắng đâu rồi nhỉ các bạn nhỉ? Ô, rõ ràng ở cái video trước có cái đe mà. Ê? À, đây này. Cái đe của Thắng đây. Bây giờ là Thắng sẽ đổi tên. Đấy. Ồ, phải cái đe này không ta? Phải cái đen này không ta làm thế nào để thành cái tên bảy màu nhãn cái tên à? Được. À đây. Ok. Rồi. Bây giờ ta sẽ đổi thành con cừu tên là Zex bảy màu. Con gáo để chính là ui dồi ôi sao mấy con bò sao bọn này nó đi đường nào mà đang à? Bọn này nó nhảy qua mấy cái khối này các bạn ạ. Bực mình thiệt. Bây giờ phải liên kết khối này vào, không bọn này nó chui hết ra ngoài. Rồi thôi đi, kệ mặc sách nhà chúng nó, cho chúng nó nhảy xuống đây cho nó to hết mạng đi. Chứ video ngày hôm nay là video cuối rồi còn đâu nữa. Con kiểu điện, ok. Đó, ship gạch một cái thôi. Các bạn ơi, gạch hai cái, gạch một cái. Vậy là con kiểu này nó biến thành kiểu bảy màu thôi. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ là Thắng sẽ đi xuống khám phá lớp này. Chứ còn mấy con kiểu kệ á, bọn nó thích nhảy xuống thì kệ mặc sách nhà bọn nó. Hôm nay là sẽ khám phá hết tất tật những gì còn sót lại ở đây. Mà Thắng đang bị đói chứ. Ồ, vừa đi cầu thang vừa ăn được luôn nhé. Giờ Thắng mới biết luôn. Thấy chưa, rất là xa rồi. Bây giờ bảo Thắng cứ đi lên đi xuống, Thắng không muốn đi đâu, Thắng lười lắm. Xung quanh đấy, bây giờ còn vẫn ở trên tầng mây luôn các bạn ạ. Úi giời, đó, cuối cùng chúng ta tới rồi. Bây giờ là ta sẽ đổ xô nước xuống cái chỗ lava này các bạn ơi. Các bạn ơi. Nào, đổ. Ok, ghê chưa, quá là kinh khủng luôn. Đấy, chơi phải như thế chứ. Đào xuống, vẫn còn nước nha bạn nha. Đó, đào, lao thì nước đi. Ok, vẫn còn nước luôn các bạn ơi. Vẫn còn nước luôn, hay quá. Tập. Không biết là còn lava không, cứ nhận gì bên này đi. Ok, vẫn còn lava luôn, sợ quá. Ui, suýt nữa là nó đẩy nó ra ngoài này. Tím nữa là có lava luôn, tôi bảo. Tiếp tục đào tiếp, vẫn còn lava luôn. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Ok, chỗ này vẫn còn này, vẫn này. Bây giờ phải làm này. Đào chỗ này ra. Chỗ này có lava, khéo. Ok, bây giờ, ui nhìn. Ok, lướt vào chỗ nào mà thằng con tao. Ủa các bạn ơi, toàn, không biết lựa đâu. Ở đây, này, múc được nước rồi. Bây giờ các bạn, thằng này nó định bắn Thắng này các bạn nè. Bố lão thật được cái kiếm sắt của Thắng rồi. Ê, kiếm vàng các bạn ơi, kiếm vàng. Lao, quánh này, bố lão, ăn cắp này. Mày thích ăn cắp không? Cho mày toi mạng luôn. Ok, wow. Chụp được. Trời ơi, trên này vẫn còn lava.
May thiệt sự luôn các bạn ơi, phải gọi là may thiệt sự luôn. Nó đang be mất đường một tháng rồi, bây giờ tao phải phá đi được. Đó, để tao tắt cái dòng chảy lava đấy đi đã, nếu không là toang luôn. Này thì lửa này, đất này, tụi giảm đất, cho nhiều đất, cho nhiều đất. Bạn ơi, yes. Chỗ này đã, sao cái xương rồng nó lại phát sáng lại đi thẳng lên đây được nhở? Người ta phá ra, phá nó ra, wow, ghê chưa? Hay nhở, hay nhở, ở đây, hồi kính à. Tiếp tục đào xuống luôn bạn ơi. À mà thôi, bây giờ là ta sẽ đeo cánh ăn một tí nữa. Tí nữa kia đeo cánh, tí nữa đeo cánh. Được, ăn rồi đeo cánh luôn các bạn ơi. Đó, à, quên mất cách bay rồi. Trời ơi. Dính vào lửa, cánh đeo chưa được các ơi, chưa sử dụng một cái. Ok luôn. Nào. Ok, tao biết bay rồi nhá. Rồi, bây giờ là đi ra ngoài này thôi. Con cừu này, con cừu bảy mỏng tháng này mà cửa ra, chúng mày dẹp ra. Ui, bây giờ đến đây. À, các bạn ơi, thằng sẽ bay, con cho tất cả các bạn xem đây. 1, 2, 3, chú. Ghê chưa? Bây giờ xuống cái tầng dưới này nha các bạn nha. Ui, phải bay sát ạ. Ui, vẫn còn lava rất là nhiều luôn. Ngã từ trên cao cũng bị thiệt mạng luôn. Thế này thì bay liền tin nào. Lại nha. Có một cái lồng nha các bạn ơi, có một cái lồng gì nha. Lồng này là lồng con gì đây, xem nào, con này là con gì đây. Con gì đây các bạn ơi, con A, con phù thủy. Này thì con phù thủy này phá luôn. Tiếp tục đào xuống dưới, để lại, ôi bên dưới còn lửa các bạn ơi. Tí nữa là toang luôn. Chợ hoa này, đây như kiểu là ngôi nhà luôn đấy các bạn. Ôi sợ ôi lửa này, nghe chưa, không biết được. Không biết được, có một số lượng này. Cuốn sách này, cuốn sách hôm này thôi, ta sẽ lên cái số lượng với nhá. Wow, và pháo hoa, pháo hoa này sẽ hỗ trợ thắng bay nhá. Ok, từ, có nhiều đồ các bạn, ta sẽ lấy số lượng. 8 số lượng luôn này, kia như 8 cái số sắc luôn. Ok, tiếp tục đào xuống tiếp các bạn ơi. Ui, thì đang bị cháy này, cháy là do cái lava các bạn ơi, do lava. Dập lửa. Lava nó chảy từ trên này xuống này. Nếu mà thắng đổ nước, ok. Ok, tôi biết rồi nha, thằng sẽ chặn cái chỗ này các bạn ơi. Ok, chặn được chỗ này rồi nha. Ui, sao chặn chỗ này nó đổ ra ngoài kia nó bị đau chứ. Bây giờ có cách gì không các bạn ơi? Các bạn, chặn tiếp này xem nó chảy ra được. Ok luôn, ui, nó chảy sang hai bên mình ghê chứ các bạn ạ. Ui, hơi bị toang. Ok luôn, đây nè các bạn ơi. Đây nè, cái chỗ nguồn nè. Đây. Thắng biết chỗ này rồi nha. Từ phá cái này đây. Ui, cái lồng gì đây? Cái lồng này sinh ra cái bọn mộc. Bọn mặt cầm tên mà mặc có giáp ấy. Ok, bây giờ là đổ nước vào đây. Úi trời ơi, bây giờ là thắng phải xuống bên dưới rồi nha các bạn nha. Ui, từ. Ok, cô xong. Hình như dưới này nó biến thành cuốn từ. Đi qua đâu? Chỗ này là hoa hướng dương là một bị nóng lắm. Đất là còn bị lung lẻ các bạn ạ. Đến cái tầng bên này, tầng này là tầng gì đây? Tầng này thằng xuống rồi nhá. Ui, như kiểu là thằng đi cầu thang luôn ấy. Bên này đi rồi nhá. Ui, tầng này, ui. Kéo ngã. Ôi, bên này có thể nhảy xung quanh. Ui, kéo ngã các ơi. Kéo ngã. Ok, bên này thì không có cái gì đấy. Sao không có gì ta? Ủa, có sắt này các bạn ơi. Ok, tiếp tục. Cái gì, chỗ nào đây các bạn ơi? Wow. Khéo. Ui, suýt nữa là toang luôn, chưa cả khám phá hết. Đi bên này, ui, mà thắng đổ một số nước thôi, một cái cây cổ thụ này. Thắng đổ mỗi một số nước thôi mà sợ thiệt sự luôn các bạn ơi. Đổ mỗi một số nước thôi mà như kiểu là đổ cả dòng sông nước xuống đây ấy. Ui, từ nhá. Uầy, thắng sắp xuống đây. Wow, một ruộng. Hình như cái ông dân này của thắng xuống đây làm ruộng này. Ông ta rất là thông minh luôn đấy các bạn ạ. Từ. Đi vào trong này. Ok, đã đi. Vậy này, lava luôn này, ghê chua. Bây giờ làm thế nào bây giờ các bạn? Bây giờ toàn rất là nhiều củ dần. Chắc là thầy sẽ giúp ông xem này thu hoạch củ dần các bạn ơi. Đó, lâu lắm rồi nên thu hoạch cái dụng củ dần luôn. Không phải gọi là đẳng cấp như thế này luôn. Rồi,
thì ra ông dân này nó cũng thông minh phết đấy các bạn ạ. Ok, thu hoạch giúp xong rồi, bây giờ là ta sẽ thôi, ta sẽ đi xuống ta phá tiếp. Ok luôn, đi xuống dưới này này. Dưới này là cái gì đấy các bạn ơi? Chỗ này toàn những cái bẫy. À, có cái lồng sắt này. Cái lồng này nó sinh ra con gì kia các bạn? Thắng cũng không biết là nó sinh ra cái con gì luôn, bởi vì là bị mấy cái thanh gỗ nó che mất rồi, nên là không nhìn thấy. À, con nhện. Tiếp tục đến cái tầng này tiếp theo. Ui, mấy con kỳ của thằng nó rơi xuống đây nhưng mà nó không bị làm sao được các bạn này. Thấy chưa, nó vẫn sống nhân răng nè. Trên này thì có cái lồng quái quỷ đây. Thôi không biết đâu. Ok, xuống đây. Đấy, các bạn này. Trên này có cái lút này. Hình như cái lút này. Ui dồi ôi. À, tầng cuối. À, bên dưới còn không có cái gì để đỡ thắng cơ. Ui dồi ôi, lừa thắng à. Toan thật sự, bây giờ thắng này phải tìm góc này xem là có chỗ nào. Nó bay xuống này. Ok, các bạn ơi, phải sử dụng cái cánh. À, cái cánh thắng đi đang đi trên người rồi. Bây giờ là thắng sẽ bay và dùng pháo hoa các bạn nha. 1, 2, 3. Đó. Hình như là kiểu gì mà tất nhiên tôi bị mất máu rồi các bạn ạ. Rồi, bơi xuống cái chỗ nước này nha. Bơi xung quanh này. Quái. Rồi, lại hạ chân vào đây tiếp. Ok luôn. À mà thôi. Đúng rồi, bây giờ phải chặn vào cái lúc nữa. À, ok, thắng lên được tới đây nha các bạn nha. Ghê chưa. Nhưng mà ở dưới toàn nằm mặt phẳng luôn các bạn ạ. Toàn nằm mặt phẳng luôn, từ từ. Thắng sẽ chặn vào cua. Cái kia, à, thì ra cái này nó bắn thắng các bạn ơi. Wow, biết ngay mà. Nó bắn thắng từ trên cao luôn. À, dưới kia có cái rương cỏ. Từ từ. Ui, nó đang đẩy thắng lên cao. Đừng không sợ đâu, thắng đang có lúc cua. Cùng xong, quái toan rồi. Xuống dưới tận đấy rồi mà lại gặp mấy con kia nó bắn nó cay chứ các bạn ạ. Tôi tiếp tục bay lại nào. 1, 2, 3, bay lại. Đó, rơi xuống nước là không bị làm sao ngay. Rồi, thật sẽ vào cái đấy, ấn cái lúc thì lúc xoan đảo sao ấy. Ok luôn, rồi, vào đây, ấn lúc này. Ok, yo, wow, thắng. Vậy là thắng kết thúc cái map này rồi các bạn ơi. Ok, chơi mất được bao nhiêu tập nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, tập này là tập thứ 7 sao ấy. Tập này là tập thứ 6 này. Ok, chơi hết 6 tập trong cái map Skyler lại luôn thì mới chạm đến cái lúc mà để phá đảo cái map này. Ui, thực sự là một hành trình cực kỳ là dài luôn. Rồi, ok, thì bây giờ là ta sẽ kết thúc cái video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nhé. Bye bye.